Xin chào tất cả các bạn buổi sáng và chúc cho các bạn có một ngày mới thật là tuyệt vời. Tôi tên là Nội Hà và tôi là người tạo ra cái chương trình Inside Sharing này. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem cái video và follow cái kênh của tôi để tôi và bà xã tiếp tục làm những cái video chia sẻ cái hành trình, cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của mình đến cho các bạn. Tối hôm qua, con gái lớn của tôi đang học đại học năm thứ hai ở bên Mỹ thì nó có hỏi tôi một câu là nếu lọc tới lọc lui và chọn lựa một thứ mà tôi muốn bạn thật sự tập trung, thật sự phát triển, phát triển cho nó thật giỏi lên cái mảng đó thì đó là cái gì? Wow. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó là cái gì. Ok. Khi con bé nó hỏi tôi là cái câu hỏi đó, đó là một câu hỏi rất là lớn, bởi vì là có bao nhiêu thứ mà nó có thể học, nó có thể phát triển, nó có thể tìm hiểu, nó có thể đào sâu hơn, đúng không? Nên bây giờ chỉ narrow down, nghĩa là giới hạn nó lại chỉ có một thứ thôi. Nó không biết nó nên học giỏi về kỹ năng communication là trò chuyện với người khác, hay kỹ năng presenting là trình bày với người khác, hay kỹ năng storytelling kể chuyện, hay là kỹ năng gì bây giờ. Mà sau đó thì tôi mới nói với nó là nếu như mà có một thứ bố muốn con có và ngày càng có nó nhiều hơn, nó là cái sự tự tin. Cái sự tự tin thì nó hỏi là tại sao là sự tự tin. Alright, thì cái sự tự tin các bạn nè, nó là cái thứ mà cho tôi đứng trước rất nhiều là nghệ sĩ của bên Mỹ ấy, ngày xưa để mà làm gì, để mà xin cho công ty Chesterfield Services, cái công ty mà tôi làm ngày xưa bên Mỹ ấy, có cơ hội được mở văn phòng ở tại Maryland, có cơ hội được mở văn phòng ở DC này, có cơ hội được mở văn phòng ở Virginia này, có cơ hội được mở rộng cái hệ thống dịch vụ service của bên tôi này, có rồi xin những cái khoản budget, là những cái khoản tiền mà nhà nước của Mỹ có. Đó. Hay là mà ngày xưa kể cả người sếp của tôi là bà chủ của công ty đó, bà cũng không biết được, bà không biết được là Mỹ nó có những cái chương trình như vậy, bà không biết được mình có thể đứng ra và mình xin tài trợ, viện trợ được như vậy. Hay là cái sự tự tin nó cho phép tôi và bà xã đang có một cái hành trình rất đẹp ở bên Mỹ, quyết định cắt group đi về Việt Nam để thử bắt đầu một cái hành trình mới, thử xem trên cái hành trình mới bắt đầu đó mình sẽ lọng cộng như ra làm sao, và trong cái lọng cộng á, trong cái lóng ngóng như vậy á, mình sẽ điều tiết cái suy nghĩ của mình như thế nào, mình sẽ phát triển cái con đường mới từ con số 0, từ một cái gì đó là hoàn toàn là trắng tinh luôn, để vẽ ra bức tranh mới của mình, cái trang giấy mới, cái bức tranh mới đó mình vẽ được cái gì. Và đến bây giờ thì mình cũng có tên có tuổi trong cái ngành, cái nghề của mình làm, và thậm chí là chuyển qua một cái ngành khác làm đều có thể dí dời những cái brand đó, những cái giá trị thương hiệu đó của mình đi theo từng cái công việc mình làm, từ cái công ty mình làm. Rồi cái sự tự tin đó trong mùa dịch Covid đó các bạn, tự nhiên hai đứa mới lại nói là ok, tại sao người nước ngoài họ có thể kết nối với lại những chuyên gia trên toàn cầu, mà trong khi chúng ta đã kết nối rất nhiều người giỏi ở Việt Nam rồi, tại sao chúng ta không thử kết nối với chuyên gia trên toàn cầu, thử kêu gọi họ là tham gia vào trong những buổi chia sẻ phỏng vấn, giống như những người mà họ đang làm những cái podcast, những cái video rất nổi tiếng trên YouTube này đó. Tại sao họ làm được và mình làm không được? Ok. Và nếu như chúng ta muốn làm, if we want to do it, thì mình sẽ bắt đầu bằng cách nào và với ai và như thế nào, mình tự đặt những câu hỏi đó. Và chỉ có việc là start, bắt đầu thôi. Và các bạn biết không, cái sự tự tin cho phép chúng tôi bắt đầu tìm những người mà chúng tôi muốn tiếp cận, gửi email để giới thiệu về mình, gửi email để mời gọi họ. Thậm chí là những người mà có số phone thì gọi qua cho họ, nhắn tin cho họ, như vậy. Sự tự tin đó cho phép chúng tôi tiếp cận được những con người như vậy, và cái kết quả ngược lại đó là cái gì? Đó là chúng tôi có một cái cơ hội cực kỳ đẹp, có một cái hành trình cực kỳ đẹp luôn trong cái mùa dịch, là trong vòng 18 tháng của mùa dịch, là không những chỉ là kết nối mà phỏng vấn hơn 650 chuyên gia ở trên 60 quốc gia, ở trên 5 cái châu lục, để đem cái câu chuyện, cái hành trình, cái kinh nghiệm, trải nghiệm của họ lan tỏa nó lại, chia sẻ nó lại, để ai đó mà có cái cơ hội mà coi những cái video vậy thì thấy là có thời gian để suy ngẫm lại, suy nghĩ về cái hành trình của mình, là reflect and think ấy, để xem thì là ok, những cái bài học như vậy, những cái chia sẻ như vậy, họ có thể áp dụng được gì trên cái hành trình phát triển của họ.
À, họ có thể áp dụng được gì để mà để tiếp tục phát triển xa hơn, bay cao hơn nữa, tránh những cái vết xe đổ của những người khác để trở thành một con người hoàn mỹ hơn, giỏi hơn, quản lý người khác hiệu quả hơn, mà một manager, một leader ngày càng trở nên thân thiện hơn và tạo ra được cái kết quả mà là gọi là bền vững hơn. Ok, thì cái sự tự tin đó nó cho chúng tôi rất 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 nhiều gọi là hoa thơm trái ngọt. À, nhưng sự tự tin đó nó không phải như là trái nó mọc từ trên cây, mà trái nó mọc từ trên cây nó cũng phải có một cái hành trình của nó, đúng không? À, nó là cái hạt nó gieo xuống đất, rớt xuống đất, hạt nó trở thành cái cây cây ở trên cái đất tốt á, mà được chăm bón tốt, được bảo vệ tốt, thì từ từ nó lớn lên, nó phát triển, bắt đầu nó đâm hoa, nó nở nhụy, rồi bắt đầu nó thành ra hóa ra trái như vậy, đúng không? À, cái sự tự tin đó, nó cũng phải cần cần các bạn gieo cái hạt đó, trên cái mảnh đất đó, là cái tinh thần của mình, là cái suy nghĩ của mình, là cái con người của mình, cái đó là cái mảnh đất đó là của mình, đúng không? Mình làm sao cho mảnh đất đó nó được màu mỡ, thì màu mỡ thì sự tự tin nó mới có được đầy đủ chất dinh dưỡng để nó phát triển. Mình phải làm sao cho miếng đất đó nó được bảo vệ, bởi vì khi mình khỏe mạnh, khi mình tập trung, khi mình khỏe mạnh, khi mình biết bảo vệ chính cái bản thân của mình, thì cái sự tự tin đó nó mới có cái cơ hội nó được tồn tại. Chứ nếu như mà chúng ta không biết bảo vệ chính mình, tự nhiên hôm nay khỏe, ngày mai thì ốm, mốt thì ốm, bữa kia khỏe, bữa sau ốm, thì cái sự què quặt đó trên cái tinh thần, trên cái sức khỏe của mình, chúng ta không thể phát triển trên cái sự tự tin của mình lên trên đó được, đúng không? Nó không có ổn định. Đó, rồi chúng ta phải tưới tiêu nó, chăm bón nó, làm gì để có được cái sự tự tin đó. Bây giờ cái hạt nó có rồi, nó ở trong chúng ta rồi đó. Chúng ta muốn muốn phát triển nó lên, giữ sức khỏe tốt rồi đó, thì cái gì kế tiếp để cho cái sự tự tin nó tiếp tục nó phát triển? Đó là một cái hành trình mà các bạn phải dành thời gian của mình cho chính bản thân mình, cho những việc nó bổ ích cho mình. Nó sẽ không nhìn thấy nó được trong một ngày đâu. Sách các bạn đọc, những sách của tôi đọc này, video các bạn xem, các bạn có thể biết là trên cái phone của tôi luôn luôn có một cái danh sách những cái video. Bây giờ cuối tuần rảnh bắt đầu ngồi lọc những cái danh sách, những cái video để tuần tới mình sẽ xem. Mỗi video nó 10 phút, 12 phút, có cái 8 phút mình chọn cái này, tại vì trên lúc đi làm, ngồi trên xe thì có thời gian để đọc sách, hoặc có thời gian để nghe cái TikTok, hoặc lúc chạy bộ như vậy, mình có cái thời gian để mình nghe những video đó. Nghe những video đó để nó thẩm thấu cái kiến thức vào trong cái từng làn da thứ thịt của mình, để mình nhìn thấy được là ok, ồ sao ông này, bà này, anh này, chị này, bé này, cô này, nhận dạng như vậy, nó giỏi quá vậy, tên nó chia sẻ những cái hay ghê, mình học được gì từ nó. Sau khi mình học được gì từ nó, mình lan tỏa được, mình chia sẻ lại được điều gì từ những cái gì mình học. Nó là những cái kiến thức mà bạn tiếp nạp vào trong cơ thể của bạn. Thời gian mà bạn dành cho việc mà đào bới những cái kiến thức như vậy, bắt đầu đọc và tiếp nạp nó, vận dụng nó, chia sẻ lại nó giúp cho bạn từ bên trong của mình, từ bên trong của mình đó là cái mảnh đất mà mình gieo cái hạt sự tự tin đó, bắt đầu nó được bón, nó bột bón những cái chất dinh dưỡng để cho cái hạt nó bắt đầu nó từ 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 từ, từ nó đủ năng lượng, nó đủ dinh dưỡng, nó tách ra, nó lòi lên thành cái cây đó. Và cái theo thời gian, những cái hạt mà những cái hạt chống dinh dưỡng đó mà chúng ta cứ gieo vào á, thì cây nó lớn lên lớn lên lớn 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 lên, đúng không? Đó, đó là thứ nhất, đó là các bạn phải build cái xây dựng cho mình cái nền tảng kiến thức thật vững chắc. Nếu các bạn là generalist, là người mà biết chung 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 trong công việc đi, thì bạn phải học làm sao mà cái generalist của bạn phải thật rộng. Bạn phải biết được về tài chính, kế toán, biết về sale, biết về marketing, biết về admin, biết về human resources, biết về tất cả mọi thứ. Càng giải cái giải mà knowledge của bạn, giải kiến thức của bạn mà càng dài càng rộng, thì bạn sẽ càng trở thành một người generalist có tầm. Nếu mà bạn trở thành là một specialist, là một chuyên gia, chỉ nghiên cứu vào cái mảng nào đó mà ngã mảng đó thật sâu, thì cũng phải làm sao để bạn học và hiểu và áp dụng được cái kiến thức đó thật sâu vào. Nếu bạn là một cái người financial analyst, người phân tích tài chính, thì phải làm sao để bạn học được làm sao để phân tích tài chính vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa chính xác. Bạn đi học với ai, học cái gì, học từ những cái nguồn như thế nào, áp dụng nó làm sao. Đó là những cái cách mà bạn phải vận dụng cái thời gian của mình để xây dựng cho mình một cái nền tảng kiến thức thật là vững.
Thật là vững à. Hay là ví dụ như bạn làm, hôm nay bạn làm được 10 thứ, ngày mai bạn có thể làm được 12 thứ trong khoảng thời gian đó đây không? 14 thứ, 15 thứ. Làm sao để mình trở nên hiệu quả hơn, chạy nhanh hơn à. Cái cỗ máy của bạn mà chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn như vậy, nó cho bạn cái cảm giác là ok, tao có thể làm được nè. À ok, lúc đầu tôi nghĩ là không 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 khả thi, nhưng mà bây giờ làm được, tự nhiên cái tự chính bản thân mình ấy, mình cảm giác ok, cái độ tự tin của mình đã tăng lên một cái level khác, đúng không? Rồi bên cạnh cái việc mà bón những hạt giống dinh dưỡng là bài kiến thức video mình xem ấy, á, thì còn phải bón những hạt giống gọi là trải nghiệm nữa. Cây mà nó lớn lên nó sẽ phải gặp cái gì? À, gặp sâu này, à, gặp gió bão này, à, nó gặp bao nhiêu thứ nó có thể cản trở cái hành trình của cái cây trong quá trình lớn lên và lớn lên bền vững. Đúng không? Cái sự tự tin của bạn bây giờ nó cần cái sự trải nghiệm, là va chạm với thế giới ở ngoài kia, va chạm để mình cọ sát, à, để mình xem thử là mình có đủ lì hay không, mình có đủ bền bỉ hay không, mình có đủ ý chí hay không, mình có đủ thế này thế kia hay không. À, những cái va chạm đó giúp cho chúng ta trở nên chai sạn hơn, giúp cho chúng ta trở nên là dày dặn cái kinh nghiệm hơn, giúp cho chúng ta biết được những cái tình huống nó có thể xảy ra mà thực chiến. À, chứ còn ví dụ các bạn nghe qua cái người này, nghe qua cái người kia, đó cũng là cái chuyện nghe thôi, nghe qua thôi. Nhưng mà khi từ cái nghe đó cho tới khi chúng ta gặp cái chuyện đó, cho nên chúng ta bắt đầu phải đưa ra cái quan điểm, cái xử lý của mình ấy, nó cả một cái hành trình nó hoàn toàn khác. À, nó hoàn toàn khác. Cho nên á, cái sự va chạm thực chiến đó nó rất là quan trọng để bồi bổ cho cái gọi là cái nguồn của sự tự tin của bạn. À, đi làm thì làm sao để bạn có thực chiến? À, xin sếp tham gia vào những cái project mới, xin sếp chuyển đổi những cái công việc mới, tìm hiểu những cái công việc của những người khác ở bên ngoài kia. Khi mình có thời gian rảnh, mình đi hẹn những cái bạn ở công ty khác, ê ta làm ở bên Coca-Cola đi, bên mảng nước ngọt này, mày làm ở bên mảng dược, hai chúng ta đều là một cái function, là một cái công việc, đều là gọi là phân việc về marketing đi, thì mày làm cái gì bên dược, ta làm cái này bên Coca-Cola này. Đâu mình bắt chia sẻ, mình học hỏi từ những cái nguồn như vậy, những cái nguồn mà chia sẻ hỏi đó là rất dày cái vốn kinh nghiệm của bạn hơn. Hoặc là trong cái ngày cuối tuần bạn tham gia vào những cái tổ chức, những cái sự kiện, những cái sự kiện, để mà bỏ cái thời gian của mình ra tham gia những sự kiện như vậy, để đi theo những đàn anh đàn chị, những người mà họ đã có tên có tuổi trong cái ngành cái nghề rồi, để học hỏi từ họ, để xem thử họ có thể trở thành những người coach cho mình hay không, là người khai vấn cho mình hay không, để xem thử họ có thể trở thành người là mentor, là cái người mà hỗ trợ cho mình về kinh nghiệm hay không. Làm cách nào để mà mình có thể tiếp cận được những cái nguồn mà những con người giỏi như vậy, để mình có thể mời gọi họ, kéo mình sát lại với họ hơn. À, và vì mình kéo lại sát được với họ hơn thì mình có nhiều cơ hội để cọ sát, để thực chiến hơn, tham gia được nhiều cái project hơn, có nhiều cái ý tưởng, nhiều kinh nghiệm hơn. Đó, cho nên đó là một cái quy trình vòng tròn của sự tự tin. Rồi cái cây á, nó cũng cần phải có ánh nắng, đúng không? Cần phải có ánh sáng để nó quá trình trao đổi nước chẳng hạn như vậy này. Rễ thì nó cần phải đâm sâu vào này. Thì bây giờ á, thì tự tin nó cũng cần phải đến là cái hành trình trải nghiệm của bạn đi đây đi kia. À, nếu không á, nếu chúng ta không travel, chúng ta không biết được nước này nước kia, vùng này vùng kia, cái văn hóa này văn hóa kia, thì chúng ta cứ mãi ở trong cái ao làng. À, nếu có cơ hội hãy đi trải nghiệm thực tế. À, hãy dành những khoảng thời gian để mà thực sự hòa mình vào trong những cái văn hóa như vậy. À, để cho mình khi đi về, mỗi lần mà đi đâu mà trở ngược lại về, tự nhiên mình cảm giác là mình là một con người mới. À, mình có một nguồn kiến thức mới, một cái luồng tư tưởng mới, một cái lối sống mới. À, một cái gì đó mình cảm giác mình tự hào về cái hành trình mình vừa đạt được, để dành dụm tiền để có thể mua được cái vé máy bay, dành dụm tiền để có thể đi qua một cái nước khác, dành dụm tiền để có thể trải nghiệm mua sắm ăn uống và gọi là khám phá cái thế giới đó. Để khi đi về mình cảm nhận là I'm happy, tôi thật là vui vẻ, I'm lucky, tôi thật là may mắn, tôi học được những cái như vậy này, những cái như kia kìa đó, những cái thứ đó nhắc vào trong cái hành trang phát triển của bạn. Đó là cái sự tự tin nó từ từ theo thời gian nó sẽ dần lên đó. Kỹ năng rất quan trọng đó. Bạn phải xem thử là cái kỹ năng nào là bạn đang giỏi đó, và cái kỹ năng nào là bạn đang yếu. Cái nào yếu đó, người ta hay nói là cái nào yếu thì mình bỏ kệ, bệ mặc kệ nó đi
À, mình tập trung vào những cái giỏi. Tôi không tin điều đó. Có những người rất giỏi và dùng cái giỏi của họ, nhưng mà chỉ cần ấn vào cái điểm yếu của họ là gãy ngay. Ví dụ tôi có một anh làm vị trí rất là lớn trong một công ty bia. Anh rất giỏi để mà làm kinh doanh, mở thị trường dạng như vậy, nhưng anh không hề giỏi về finance, về cái con số, về tính toán. Cho nên là khi mà anh đưa ra những cái định hướng về chiến lược phát triển kinh doanh, phải đánh cái này, phải đánh cái kia, phải đánh cái này dạng như vậy, rất good, rất giỏi. Và khi mà ở dưới anh có một cái hệ thống những cái bạn mà gọi là phân tích để cho ảnh cái dữ liệu á, cho nên cái lúc anh làm thuyết trình về về sales cực kỳ tốt. Nhưng khi anh bắt đầu lên cái vị trí là country manager rồi, cái vị trí mà là tổng giám đốc của một công ty rồi đó, và anh phải xây dựng mọi thứ từ gọi là cái base, là cái căn bản nhất, tại vì lúc đó là công ty đó nó mới đem cái hãng bia về Việt Nam. Thì bây giờ mới lòi ra một mớ những thứ mà anh không giỏi. Anh không biết cách xác định là chi phí và cost, chi phí và thu nhập, doanh thu và chi phí. Anh không biết cách làm sao để mà để áp những cái chi phí mà mình không biết được vào trong cái formulation, là trong cái công thức mà để tính ra được cái giá trị cuối, cái lợi tức cuối của công ty nó sẽ như thế nào. Cho nên là lúc đó mọi người cũng rất là loay hoay, phải chỉ cho anh, phải giúp cho anh để anh nhìn ra. Nhưng anh không nhìn ra được, anh vẫn không nhìn ra được. Anh chỉ nghĩ là ok, tao bán 5 đồng, chi phí sản xuất 4 đồng, vậy thôi, tao lời 1 đồng. Thế là anh quên mất tiêu là còn chi phí vận chuyển, rồi còn chi phí nhân viên, rồi còn chi phí thị trường, chi phí rủi ro, bao nhiêu chi phí khác nhau. Anh không quan tâm tới cái điều đó. Nên khi anh present trước cái cổ đông của công ty mẹ thì anh nói là anh sẽ đạt được con số này, con số lợi nhuận như vậy, thì người ta gật đầu ngay ok. Nhưng mà tới khi áp vào thị trường á, cái con số mà anh đạt được chỉ có 70% của con số này, là bởi vì những cái chi phí mình mới cộng sinh lên, nó phát sinh lên á. Anh không tính toán trước được cái điều đó. Wow, đúng không các bạn? Cho nên là những cái điểm nào mình yếu thì mình phải tìm cách mình cải thiện nó. Những kỹ năng nào mình giỏi thì mình phải làm sao để mình giỏi hơn nữa. Những kỹ năng nào là đang cần cho ngày mai, cho tương lai đó. Đó là giống như cái cây, lúc nó nhiều lúc mình phải cắt lá tỉa cành để cho những cái cành mà nó xấu, những cái lá mà nó sâu đó, thì nó mình cắt nó đi để cho cái năng lượng nó tập trung vào những phát triển những cái chỗ nào khác, hoặc là mình cắt cái tầng thấp để cây tiếp tục nó phát triển lên tầng cao hơn. Hoặc là có những cây mình cắt ngọn luôn thì nó bắt đầu phát triển rộng ra vậy. Như vậy thì những cái kỹ năng nào mà bạn cần phải phát triển tiếp trong tương lai, bạn tìm cái nguồn nó ở đâu để mà biết được bây giờ tôi đang như vậy, và tương lai thì nó liệu cái tôi đang có nó còn phù hợp với tương lai hay không. Và nếu như nó không phù hợp thì chết tôi rồi hay sao, thì tôi phải làm sao, tôi làm sao để mình sẵn sàng tốt của cái ngày hôm nay, và cũng sẵn sàng tốt cho những cái gì cần của ngày mai, của ngày hôm sau. Có bao nhiêu cái tổ chức mà nó chia sẻ những cái kỹ năng của 2025, 2030, 2020, hay là 10 năm kế tiếp, thế giới nó cần cái gì, làm sao chúng ta áp dụng AI, cái trí tuệ nhân tạo đi vào trong cái công việc của chúng ta làm, và trong cái đời sống thường nhật của chúng ta có. Nhiều thứ lắm các bạn thấy không? Những thứ như vậy nó bắt đầu nó cộng dồn, nó add vào, nó đổ dồn vào trong cái phần người của bạn, cái tâm, cái từng làn da thế thịt của bạn. Và đó là lúc mà cái sự tự tin nó đến từ bên trong rồi, thì nó cực kỳ bền vững. Khi nó cực kỳ bền vững như vậy, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài nữa các bạn. Cái nguồn năng lượng của các bạn tỏa ra bên ngoài khi bạn trò chuyện, cách bạn đi, cách bạn đứng, cách bạn nói chuyện, cách bạn network, cách bạn present, tất cả mọi thứ nó đều thể hiện ra rất rõ luôn. Rất rõ luôn, là bởi vì sao? Mọi thứ nó đến từ bên trong bạn mà. Bạn đâu có phải vay mượn ai gì đâu. Bạn có đương đương chính chính, bạn nói những cái gì bạn biết, chia sẻ những cái trải nghiệm bạn có, dạy cho người ta những cái gì mà bạn tin là nó thiết thực. Và những cái đó tự dưng nó sẽ lôi cuốn người khác đến với cái hành trình của bạn nữa. Và những người khác đó là cái ripple effect, nên là thả một cục đá xuống nước, và bạn thấy những cái vòng tròn nó xoay, nó lan không đó. Đó, lúc đó là cái sự ảnh hưởng của bạn nó sẽ lan tỏa ra rộng hơn nữa. Lan tỏa ra rộng hơn nữa thì lại có một cơ hội là nhiều người biết đến bạn, nhiều người sẽ tìm đến bạn, nhiều người sẽ gọi là nhờ bạn tư vấn, nhờ bạn chỉ cái này chỉ cái kia. Và cái sự tự tin của bạn đang ở level này, nó sẽ tiếp tục lên level này, tiếp tục lên level này, tiếp tục lên level này. Thấy không? Tất cả mọi thứ bắt đầu từ cái việc sử dụng cái đồng hồ của mình, coi cái thời gian của mình sử dụng cái timing nó ra làm sao, đang đầu tư cho những cái gì. Và bên cạnh cái việc mà đầu tư cái thời gian đó, phải bền nữa nha các bạn. Phải bền, tại vì rất nhiều người sẽ bỏ cuộc nửa chừng, rất nhiều người sẽ không thấy được cái kết quả, không thấy được cái kết quả ngay lập tức. Cho nên họ nói là ok,
tôi cũng đọc sách mà, tôi cũng tập thể dục mà, tôi cũng ăn uống điều độ mà, tôi cũng thế này thế kia mà, tại sao mà tôi chưa có được sự tự tin tôi muốn, tại sao thằng kia nó vẫn giỏi hơn tôi, tại sao thế này, tại sao thế kia. Và người ta làm một cái việc rất dễ, đó là bỏ cuộc. À, khi bỏ cuộc tôi tao sinh ra là như vậy rồi. Cái tự tự tin đó là dành cho những người khác, nó không có, tôi tao không có được cái đó đâu. Bởi vì những cái bỏ cuộc như vậy họ sẽ không bao giờ có được cho họ cái hạt giống nó nở ra thành cây được. Bởi vì lúc nào cũng chỉ là hành động là gieo giống xuống thôi. Và cái giống nó chưa có kịp nở ra là mình đã quên mất mình gieo ở đâu để mình tưới rồi. Mình đã quên mất mình cần phải làm gì kế tiếp rồi. Mình quên mất luôn là cái mảnh đất này mình cần phải cày cấy nó. No, mình quên mất thì là never có nó được, không bao giờ có nó được. Ok, thôi tôi dừng lại ở đây, cũng đã 20 phút rồi. Tôi chúc cho các bạn có một ngày mới tuyệt vời nè. Và tôi hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp để chúng ta tiếp tục chạm vào cái hành trình phát triển của nhau. Các bạn chia sẻ giúp tôi cái video này đến những người khác để họ cũng có thể gieo được cái hạt giống tự tin trong tâm hồn, trong cái làn da thứ thiệt của họ và lan tỏa những điều tốt đẹp cho nhau. Ok, đó là cách bạn bắt đầu xây dựng cái hạt giống tự tin cho bạn rồi đó. Bạn đang lan tỏa cái điều tốt đẹp cho người khác, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn những video khác. Goodbye, see you around.